Nếu như ai mới bắt đầu học tiếng Anh thì video này sẽ dành cho các anh chị. Ta-da! Chào mọi người, mình là Thủy và trong cái video này, Thủy cùng với các anh chị sẽ chinh phục 100 mẫu câu luyện nghe tiếng Anh phần 2. Và vì đây là video dành cho những anh chị nào mới bắt đầu học tiếng Anh, nên Thủy đã cố gắng trình bày một cách chậm rãi, nè, rõ ràng và Thủy hướng dẫn rất kỹ, rất chi tiết về phần phát âm. Thủy hy vọng rằng kết thúc cái video này kèm với cái sự luyện tập, đọc đi đọc lại và nhớ là đọc to thành tiếng nghe, phải nói ra thành tiếng, các anh chị có thể tự tin bắt đầu tiếng Anh của mình. Và nếu như thấy video này hay thì hãy giúp Thủy chia sẻ cái video này và đừng quên hãy bình luận luyện nghe. Thủy sẽ gửi các anh chị một cái file PDF mình tải về, mình in ra tất cả những nội dung trong video này, mình học cho hiệu quả mọi người nha. Còn bây giờ cùng học với Thủy nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng qua những cái câu thoại hay sử dụng để nói về thời gian, cùng xem với Thủy mọi người ha. What time is it? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ? What time? Để ý trong tiếng Anh đối với cái từ what, các anh chị nhớ là hơi chu cái miệng chút xíu nè. What time? Đối với cái từ thời gian cũng cần phải đọc một chút xíu nha. Đầu tiên nó là âm a e, ngậm miệng âm m ha. I'm time. What time is it? Mấy giờ rồi? What time is it? Câu tiếp theo, when do you wake up? Bạn thức dậy khi nào vậy? When do you wake up? Khi nào thì bạn thức dậy? Hiểu nôm na là thường bạn thức dậy lúc mấy giờ đó. When do you wake up? Nối âm ha, wake up. Cùng đọc với Thủy nha. When do you wake up? When do you wake up? What time do you sleep? Bạn ngủ lúc mấy giờ vậy? What time do you sleep? Từ này cũng là một cái từ mà các anh chị để ý một chút xíu. Nó sẽ là âm y dài. E. Sleep. Sleep. What time do you sleep? Bạn ngủ lúc mấy giờ? What time is the dinner? Cái bữa tối á, lúc mấy giờ vậy? What time? What time is dinner? What time is dinner? Bữa tối lúc mấy giờ? What time is lunch? Bữa trưa lúc mấy giờ? Đối với cái danh từ bữa trưa, các anh chị để ý, nó sẽ là âm a. Lunch, lunch, lunch. What time is lunch? Bữa trưa lúc mấy giờ? What time do you go to work? Bạn đi làm lúc mấy giờ? What time do you go to work? Nối âm go to work, go to work. Go to work, mình đọc nhẹ đi ha. Go to work, go to work. What time do you go to work? Bạn đi làm lúc mấy giờ? What time does the train leave? Tàu khởi hành lúc mấy giờ? What time does the train leave? Leave là rời khỏi. Và what time does the train leave? Là tàu rời khỏi, rời đi lúc mấy giờ? What time do you leave? Thế bạn rời đi lúc mấy giờ vậy? What time do you leave? Leave, âm y dài mọi người nha. E, le, leave. What time do you leave? When do you go to bed? Thế khi nào thì bạn đi ngủ vậy? When do you go to bed? Go to bed. Bạn đi ngủ khi nào vậy? When do you get home? Khi nào thì bạn về nhà vậy? When do you get home? Get home, get home. Đọc nhanh ha. When do you get home? Khi nào thì bạn về nhà vậy? When is the meeting? Thế cuộc họp diễn ra khi nào? When is, nối âm when is. When is the meeting? Cuộc họp diễn ra khi nào vậy? When is the meeting? Cuộc họp diễn ra khi nào vậy? Các anh chị cùng đọc to thành tiếng với Thủy nha. When is the meeting? When is the meeting? Cuộc họp diễn ra khi nào vậy? When does the shop open? Cái cửa hàng này nè, nó mở cửa khi nào vậy? When does the shop open? Cái cửa hàng, the shop, động từ open mà nghĩa là mở cửa. Và when does the shop open? Cửa hàng mở cửa khi nào vậy? When does the bus arrive? Khi nào thì xe buýt sẽ đến vậy? When does
The bus arrive. Khi nào thì xe bus sẽ đến? Cùng đọc với Thủy nha. Nhớ là đọc to thành tiếng nha. When does the bus arrive? Very good. When does the bus arrive? Khi nào thì xe bus sẽ đến vậy? How long is the class? Cái lớp học nó kéo dài bao lâu? Khi mình cũng hỏi về thời gian mà kéo dài khoảng bao lâu, mất bao lâu, mình sẽ sử dụng là how long. Và how long is the class là cái buổi học nó sẽ kéo dài bao lâu vậy? How long is the class? How long is the class? Buổi học kéo dài bao lâu? How long is the break? Ví dụ mình đang học và mình có một cái khoảng thời gian giải lao và mình muốn hỏi là thời gian giải lao sẽ là bao lâu? How long is the break? Break là cái khoảng thời gian và how long is the break là khoảng thời gian nghỉ là bao lâu? Break, âm e mọi người nha. Cùng đọc với Thủy ha. How long is the break? Good job. How long is the break? Khoảng thời gian nghỉ kéo dài bao lâu? How long is the movie? Thế cái bộ phim này nó sẽ kéo dài bao lâu? How long is the movie? Âm u dài mọi người nha. U, mu, movie. How long is the movie? Cái bộ phim này kéo dài mất bao lâu? It's 7 o'clock. Nó sẽ là bây giờ là 7 giờ rồi đó. Bây giờ là 7 giờ. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Bây giờ là 7 giờ. It's 10:15 a.m. Nó là 10 giờ 15 sáng. 10 giờ 15 sáng. It's 10:15 a.m. It's almost 3 p.m. Gần 3 giờ rồi. Cái từ almost ở đây mình hiểu nôm na là gần ha. It's almost 3 p.m. Gần 3 giờ chiều rồi. It's almost 10 o'clock. Gần 10 giờ rồi. It's almost 10 o'clock. It's almost 10 o'clock. Gần 10 giờ rồi. It's half past 8. Ở đây mình học một cái cụm ha. Half past 8 có nghĩa là 8 giờ 30. Và bây giờ là 8 giờ rưỡi ha. It's half past 8. Bây giờ là 8 giờ 30. It's half past 8. Bây giờ là 8 giờ 30. It's quarter to 10. Bây giờ là 10 giờ kém 15. À, cái này mình sẽ học cho biết mọi người ha. Còn bình thường mình chỉ cần nói là 10:15 hay là 10 giờ kém 15, tức là 9 giờ 45 phút, mình vẫn hoàn toàn có thể nói là 9:45 cũng được mọi người nha. It's quarter to 10. Nó là 10 giờ kém 15. Và it's 5 minutes to 9. Là gì ạ? 9 giờ kém 5. À, 5 minutes to 9. It's 5 minutes to 9. Nó là 9 giờ kém 5 phút. It's noon. Bây giờ là 12 giờ trưa. It's noon. Bây giờ là 12 giờ trưa. It's midnight. Ở đây các anh chị để ý giùm tôi nghe cái từ mid. Nó là âm y ngắn. Không đọc là mid mid, mà nó sẽ là e, mid. It's midnight. Bây giờ là nửa đêm. It's midnight. Bây giờ là giữa đêm. It's too early now. Quá sớm, còn quá sớm mà dậy chi cho sớm dữ vậy con. Bây giờ còn quá sớm. It's too early now. It's too early now. Đọc to với Thủy nha. It's too early now. Good job. It's too early now. Bây giờ còn quá sớm. It's too late. Quá trễ rồi. It's too late. Để ý âm này sẽ là âm e nha. E, late. It's too late. Trễ quá rồi. It's too late. Các anh chị cùng đọc với Thủy nhé. It's too late. Quá trễ rồi. Good job. I wake up at 6 a.m. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. I wake up. Nối âm wake up. I wake up at 6 a.m. Là tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. I go to bed at 11 p.m. Tôi đi ngủ vào lúc 11 giờ, giờ chiều, giờ tối. I go to bed at 11 p.m. I leave for work at 8:15. Đó, 8 giờ 15 phút ha. 8:15.
15. Và tôi đi làm. Leave là rời khỏi. Mình hiểu nôm na là rời khỏi nhà để đi làm. Thì I leave for work at 8:15. Là tôi đi, rồi nè, tôi đi làm ha, vào lúc 8:15. I have a lunch at 12:30. Tôi ăn trưa vào lúc mấy giờ ạ? 12:30. Bạn sẽ có hai cách đọc là half past 12. Còn cách thứ hai sẽ là 12:30, 12:30. I have a lunch at 12:30. Tôi ăn trưa vào lúc 12:30. I get home at 7 p.m. Tôi về nhà lúc 7 giờ tối. I get home at 7 p.m. Tôi về nhà lúc 7 giờ tối. I'll see you at 4 o'clock. Tôi sẽ gặp bạn vào lúc 4 giờ. I'll see you at 4 o'clock. I'll see you at 4 o'clock. Tôi sẽ gặp bạn vào lúc 4 giờ. The store opens at 10 a.m. Cửa hàng nó sẽ mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. The store opens at 10 a.m. The store opens at 10 a.m. Cửa hàng thì mở cửa lúc 10 giờ sáng. The store closes at 9 p.m. là cửa hàng sẽ đóng cửa ha. Close và chia động từ của từ close là closes. The store closes at 9 p.m. Cửa hàng sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. The store closes at 9 p.m. Cửa hàng sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. The meeting starts at 9 a.m. Cái bữa họp hay buổi họp. The meeting, âm y dài trong chữ meet mọi người nha. The meeting starts at 9 a.m. Cái cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Và để ý cái chữ start, nó cũng là âm a dài, miệng bình thường, mở theo chiều dọc. A, start. The meeting starts at 9 a.m. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. The movie starts at 7 o'clock. Cái bộ phim sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. The movie, the movie starts at 7 o'clock. Sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. The party is at 7 p.m. Bữa tiệc ha. The party is at 7 p.m. sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. The party cũng là âm a dài giống như chữ start ha. The party. The party is at 7 p.m. We finish work at 6 p.m. Chúng tôi hoàn thành cái công việc vào lúc 6 giờ tối. We finish work at 6 p.m. Chúng tôi hoàn thành công việc vào lúc 6 giờ tối. The bus leaves at 5:30. Rời khỏi, leave. Và rời khỏi mà nếu được chia nó sẽ là leaves. Right. The bus leaves at 5:30. Là xe buýt sẽ rời đi vào lúc 5:30. Cùng đọc với Thủy nha. The bus leaves at 5:30. Good job. The bus leaves at 5:30. The train arrives at 9:45. Cái tàu hỏa ha. The train arrives sẽ đến at 9:45 vào lúc 9:45. The train, âm này sẽ là âm e nè. A train, train. The train arrives at 9:45. Cái tàu lửa sẽ đến arrives at 9:45 vào lúc 9:45. It takes about 30 minutes. Nó sẽ mất khoảng 30 phút. It takes about, ở đây mà nghĩa là khoảng. Mất bao lâu thì nó sẽ là take bao nhiêu thời gian đó. Và khoảng khoảng thì mình sẽ thêm cái từ là about. It takes about 30 minutes. Nó sẽ mất khoảng 30 phút. It takes about 30 minutes. The movie is 2 hours long. Cái bộ phim này nè, nó sẽ kéo dài 2 tiếng. Long trong trường hợp này không phải là dài ngắn về vật lý ha, mà nó về thời gian nè. The movie is 2 hours long. Bộ phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tôi thì làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. I work from 9 a.m. to 5 p.m.
Tôi, I, work from 9 a.m. to 5 p.m. Các anh chị cùng đọc với Thủy nhé. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Good job. I will be there in 15 minutes. Tôi sẽ đến đó trong vòng 15 phút nữa. Trong vòng 15 phút nữa thì mình sẽ có một cụm là in 15 minutes. I will be there. I will be there in 15 minutes. Tôi sẽ ở đó trong vòng 15 phút nữa. Bây giờ mình sẽ cùng qua một vài những cái đoạn hội thoại có ứng dụng những cái cụm trên vào trong trường hợp thực tế hỏi đáp với nhau, cùng xem với Thủy mọi người nhé. What time is the meeting? Cái buổi họp sẽ diễn ra vào khi nào vậy? What time? Mấy giờ? Is the meeting? What time is the meeting? Cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ? It's at 9 a.m. Vào lúc 10 giờ sáng nha. It's at 9 a.m. It's at 9 a.m. diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nha. It's at 9 a.m. diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nha. How long is it? Nó kéo dài bao lâu vậy? How long is the meeting? Hoặc là how long is it? Cuộc họp diễn ra bao lâu vậy? It's 2 hours. 2 giờ đồng hồ nha. It's 2 hours. It's 2 hours. Diễn ra vào lúc 2 tiếng đồng hồ nha. Diễn ra trong 2 tiếng nha. Bây giờ mình sẽ cùng qua những cái đoạn hội thoại liên quan đến các thành viên trong gia đình. Các anh chị cùng xem với Thủy mọi người ha. How many people are there in your family? Nhà bạn có bao nhiêu người vậy? Khi mà mình hỏi bao nhiêu mà đếm được ha, thì mình sẽ là how many people are there in your family? How many people are there in your family? Nhà bạn có bao nhiêu người vậy? How many brothers do you have? Thế bạn có bao nhiêu anh trai vậy? How many brothers? Ở đây các anh chị đọc với Thủy Nhân, nó sẽ là brothers. Brothers. How many brothers do you have? Bạn có bao nhiêu anh trai? How many sisters do you have? Ở đây có gọi là sister nha, mà nó sẽ có cái âm s ở giữa, và nó sẽ là sisters. Sisters, sisters. Và how many sisters do you have? Bạn có bao nhiêu em hoặc là chị em gái vậy? How many kids do you have? Cái này cũng hơi nhạy cảm, thân mật lắm thì mới hỏi thôi, chứ tôi thấy câu hỏi này nó cũng hơi cá nhân một chút xíu. Bạn có mấy đứa con rồi? Chỉ có người Việt hỏi thôi, chứ Thủy cũng ít thấy có một bàn tay nào hỏi Thủy. Nhưng mà Thủy vẫn đưa ra cho mọi người ha. How many kids do you have? Bạn có bao nhiêu con rồi? Are you married? Bạn kết hôn chưa? Are you married? Are you married? Bạn đã kết hôn chưa? Do you live with your parents? Bạn có sống với bố mẹ của mình không? Do you live with your parents? Bạn có sống với bố mẹ của mình hay không? Do you live with your parents? Đọc với Thủy ha. Do you live with your parents? Good job. Các anh chị nhớ là phải đọc to thành tiếng theo nha mọi người. How old is your mother? Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi rồi? How old is your mother? Đọc với Thủy cái từ mẹ nha, nó sẽ là a và nó sẽ là mother. Mother. How old is your mother? Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi rồi? How old is your father? Thế bố của bạn bao nhiêu tuổi rồi? How old is your father? Bố của bạn bao nhiêu tuổi? How old is your son? Thế con trai của bạn bao nhiêu tuổi rồi? How old is your son? Con trai của bạn bao nhiêu tuổi rồi? How old is your daughter? Thế con gái của bạn bao nhiêu tuổi rồi? Đọc với Thủy ha. Daughter. Daughter. Âm o mọi người nhé. O. Daughter. Daughter. Mình nghe không được á, có thể là do mình phát âm khác người ta. Nên một trong những cái video này thì luôn cố gắng đọc chậm để các anh chị có thể nhìn và bắt chước được cái mặt phiên âm để mình đọc theo. Nên các anh chị kiên nhẫn một chút xíu, mình đọc to thành tiếng theo, được không mọi người? How old is your daughter? Con gái của bạn bao nhiêu tuổi?
What does your father do? Bố của bạn làm nghề gì vậy? What does your father do? What does your father do? Bố của bạn làm công việc gì vậy? What does your father do? What does your mother do? Mẹ của bạn làm công việc gì? What does your mother do? What does your mother do? Mẹ của bạn làm công việc gì vậy? Câu tiếp theo, do you visit your family often? Bạn có hay thường thăm gia đình của mình hay không? Do you visit? Nhớ là âm này là âm y ngắn. E, e, visit. Do you visit your family often? Bạn có thường thăm gia đình của mình hay không? I have two brothers. Tôi có hai anh em trai. I have two brothers. Brother mà thêm s ha, mà sẽ là brothers. Và I have two brothers là tôi có hai anh em trai. I have one sister. Tôi có một chị hoặc là em gái. I have one sister. I have one sister. Tôi có một chị hoặc là em gái. My father is a teacher. Bố của tôi thì là một người giáo viên. My father is a, nói âm is a teacher. My father is a teacher. Bố của tôi là một người giáo viên. My mother is a doctor. Mẹ của tôi thì là bác sĩ. My mother is a doctor. My mother is a doctor. Mẹ của tôi là bác sĩ. My parents are kind. Bố mẹ của tôi rất là tử tế. My parents. Âm này sẽ là âm A-E, miệng hơi bẹt ra. A-A, parents. My parents are kind. Bố mẹ của tôi rất là tử tế, rất là tốt. My brother is 10 years old. My brother is 10 years old. Em trai hoặc là anh trai của tôi 10 tuổi. My brother is 10 years old. My sister is 8 years old. À, chị gái hoặc là em gái của tôi thì 8 tuổi. My sister is 8 years old. Chị hoặc là em gái của tôi 10 tuổi. I live with my parents. Tôi sống với bố mẹ của mình. I live with my parents. I live with my parents. Tôi sống với lại bố mẹ của mình. I love my family. Tôi yêu gia đình của tôi lắm. I love my family. I love my family. Tôi yêu gia đình của tôi lắm. I have a son. Tôi có một người con trai. I have a son. I have a son. Tôi có một người con trai. I have a daughter. Tôi có một người con gái. I have a daughter. Tôi có một người con gái. Cùng đọc với Thủy ha. I have a daughter. Good job. I have a daughter. Tôi có một người con gái. My father is tall. Bố của tôi thì cao. My father is tall. Bố của tôi thì cao. My father is tall. Bố của tôi thì cao. Tall. My mother is short. Mẹ của tôi thì thấp. Đọc nhé. My mother is short. Rồi, đọc nhanh ha. My mother is short. My mother is short. Good job. My brother is funny. Anh hoặc là em trai của tôi thì rất là vui tính. Mình có cái tính từ funny là vui tính. Và my brother is funny. Anh hoặc là em trai của tôi rất là vui tính. My sister is smart. Chị hoặc là em gái của tôi rất là thông minh. My sister is smart. My sister is smart. Chị hoặc là em gái của tôi rất là thông minh. Bây giờ mình sẽ cùng bước qua đoạn hội thoại giữa hai người ha. Cùng xem với Thủy cái đoạn hội thoại này mọi người nhé. How many people are there in your family? Gia đình của bạn có bao nhiêu người vậy? How many people are there in your family? How many people are there in your family? Gia đình của bạn có bao nhiêu người vậy? There are 4 people in my family. Có 4 người trong gia đình của tôi. There are 4 people in my family. There are 4 people in my family.
What does your father do? Thế bố của bạn làm công việc gì vậy? What does your father do? My father is a doctor. Bố của tôi là bác sĩ. My father is a doctor. My father is a doctor. Bố của tôi là bác sĩ. And what about your mother? Thế còn mẹ của bạn thì sao? What about your mother? Mẹ của bạn thì sao nè? My mother is a teacher. Mẹ của tôi là một người giáo viên. My mother is a teacher. Mẹ của tôi là một giáo viên. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái phần những cái câu thoại nói chuyện về cái sở thích. Cùng xem với Thủy những câu thoại này mọi người nha. Do you have any hobbies? Bạn có bất kỳ cái sở thích nào hay không? Hobby là danh từ, mang nghĩa là sở thích. Và bất kỳ sở thích nào hay không? Any hobbies. Do you have any hobbies? Bạn có sở thích nào hay không? Do you have any hobbies? What are your hobbies? Sở thích của bạn là cái gì ạ? What are, nối âm what are. What are your hobbies? Những sở thích của bạn là gì vậy? What are your hobbies? Do you like reading? Bạn thích đọc không? Do you like reading? Âm y dài e, re, reading. Do you like reading? Bạn có thích đọc sách hay không? Đọc to nha, nhớ đọc to thành tiếng nha. Do you like reading? Good job. Tức là đọc to này không phải là hét to lên mọi người, mà kiểu như là nói cho nó có âm thanh, chứ đừng lý như mình là nó không có hiệu quả. Mình phải là do you like reading, đọc ra thành tiếng nha, đọc thành tiếng. Do you play sports? Bạn có chơi thể thao không? Do you play, play. Do you play sports? Bạn có chơi thể thao hay không? Do you like music? Bạn có thích âm nhạc không? Do you like music? Bạn có thích âm nhạc hay không? Do you like cooking? Bạn có thích nấu ăn hay không? Do you like cooking? Do you like cooking? Bạn có thích nấu ăn hay không? Do you like drawing? À, mình có cái động từ draw là vẽ. Và do you like drawing là bạn có thích vẽ hay không? Like cộng với một verb in, một động từ thêm in, có nghĩa là thích làm một cái việc gì đó. Và do you like drawing? Bạn có thích vẽ hay không? Do you enjoy watching movies? Bạn có thích xem phim hay không? Do you enjoy watching movies? Bạn có thích xem phim hay không? Do you like dancing? Bạn có thích nhảy hay không? Do you like dancing? Âm A-E mọi người nha. A-A, dance. Do you like dancing? Bạn có thích nhảy hay không? Do you like traveling? Thế bạn có thích đi du lịch không? Do you like traveling? Bạn có thích đi du lịch hay không? Do you like swimming? À, cái động từ bơi là swim, âm y ngắn mọi người nha. Swim. Và bạn có thích bơi hay không? Do you like swimming? Bạn có thích bơi hay không? Do you like gardening? Thế bạn có thích gì ạ? Làm vườn hay không? Gardening, làm vườn. Và do you like gardening? Bạn có thích làm vườn hay không? What sports do you like? Thế bạn thích môn thể thao nào? What sports do you like? Bạn thích cái môn thể thao nào? What sports do you like? What kind of music do you like? Bạn thích cái thể loại âm nhạc nào? What kind of, một cái loại gì đó, danh từ, có nghĩa là bạn thích cái loại nào ha? What kind of music, nối âm là what kind of music do you like, mà bạn thích? My hobby is cooking. Cái sở thích của tôi đó là nấu nướng. My hobby is cooking. My hobby is cooking. Sở thích của tôi đó là nấu ăn. I like reading books. Tôi thích đọc sách. I like reading books. I like reading books. Tôi thích đọc sách. I love listening to music. Tôi thích nghe nhạc lắm. I love listening to music. Tôi thích
Nghe nhạc lắm. I like swimming on weekends. Tôi thích bơi lội vào dịp cuối tuần. I like swimming on the weekends. Tôi thích bơi lội vào cuối tuần. On the weekends là vào những cái ngày cuối tuần. Và tôi thích bơi vào những ngày cuối tuần. I like swimming on the weekends. Tôi thích bơi lội vào dịp cuối tuần. I like watching movies. Tôi thích coi phim lắm. I like watching movies. Movies. I like watching movies. Tôi thích xem phim lắm. I love traveling to new places. Tôi thích đi du lịch đến những nơi mới. I love traveling to new places. New places là những nơi mới. Và tôi thích đi du lịch đến những nơi mới lắm. I love traveling to new places. Tôi thích đi du lịch đến những cái nơi mới lắm. I enjoy playing football. Tôi thích chơi bóng đá. I enjoy playing football. Tôi thích chơi bóng đá. I enjoy hiking in the mountains. Tôi rất thích leo núi. I enjoy hiking in the mountains. Tôi rất thích leo núi. In the mountains. I enjoy hiking in the mountains. Tôi thích đi leo núi lắm. I enjoy playing video games. Tôi rất thích chơi video game. I enjoy playing video games. Tôi rất thích chơi video game. I love taking photos of nature. Tôi yêu thích chụp ảnh thiên nhiên. I enjoy taking photos of nature. Tôi thích chụp ảnh thiên nhiên. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái phần đoạn hội thoại cuối cùng ha, trong cái series 100 câu thoại tiếng Anh cho người mới bắt đầu phần 2 này nha. Các anh chị cùng xem với Thuận nha. What do you like to do in your free time? Thời gian rảnh thì bạn thích làm gì ạ? In your free time, thời gian rảnh. Và what do you like to do? Bạn thích làm cái gì? What do you like to do in your free time? I like reading books. Tôi thích đọc sách lắm. I like reading books. Tôi thích đọc sách lắm. What kind of books do you read? Thế bạn đọc cái loại sách nào? What kind of books do you read? Bạn thích đọc cái loại sách nào? I enjoy reading mystery novels. Tôi rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám. I enjoy reading mystery novels. Tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Mystery là bí ẩn, novels là tiểu thuyết. Và tôi thích đọc những cái tiểu thuyết bí ẩn lắm. I enjoy, cảm ơn một verb in là tôi thích nha. I enjoy reading mystery novels. I enjoy reading mystery novels.